Nam mô Tassa Bhagavato Arahato Sammasambuddhassa. Nam mô Tassa Bhagavato Arahato Sammasambuddhassa. Nam mô Tassa Bhagavato Arahato Sammasambuddhassa. Alekacati sang sarang sana wi sang ani bi sang gagarang gawe sang to dukha jati. Nam mô Phật Pháp Tăng Tam Bảo Tác Đại Chứng Minh. Kính bạch chư đại đức tăng, kính thưa quý cô tu nữ cùng toàn thể quý Phật tử, hòa với niềm vui chung của tất cả những người con Phật trên khắp năm châu và mọi miền đất nước đang hoan hỷ hướng về một ngày đại hoan hỷ, đại cát tường của tất cả chư thiên và nhân loại. Đó là ngày lễ Vê Sắc, kỷ niệm ba sự kiện trọng đại liên quan đến cuộc đời Đức Phật. Vào ngày rằm tháng 4 âm lịch là ngày Ngài đã đản sanh, ngày Ngài thành đạo và cũng là ngày Ngài đã nhập Niết Bàn. Sự ra đời của Đức Phật đã mở ra con đường giải thoát, giác ngộ cho cõi nhân sinh. Giáo pháp thâm sâu vi diệu của Ngài đã xóa tan những mây mờ vô minh tăm tối của con người đang chìm đắm trong sông mê bể khổ, thấy được bờ thoát khổ an vui. Dù đã trải qua hơn 2.500 năm lịch sử, nhưng những lời giáo hóa về đạo đức, trí tuệ, con đường giải thoát khổ đau của Đức Phật vẫn mãi mãi là pháp màu vi diệu, là ngọn đuốc soi đường dẫn dắt chúng sinh đi đến Niết Bàn, giải thoát khổ đau sinh tử. Hôm nay, kỷ niệm ngày lễ trọng thể thiêng liêng ấy, tại chùa Phúc Minh, thôn La Nguyễn, xã Minh Quang, huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình, long trọng kỷ niệm lễ Vê Sắc Phật Đản, Phật lịch 2567, Dương lịch 2023. Nội dung chương trình gồm có tụng kinh chúc phúc, truyền thọ tam quy ngũ giới, pháp thoại ý nghĩa Phật đản, tụng kệ đản sinh, nhiễu tắm Phật, lễ đặt bát cúng dường trai tăng. Kính bạch chư đại đức tăng, vào giờ này các Phật tử chúng con đã vân tập đầy đủ và trang nghiêm thanh tịnh. Chúng con thành kính cung thỉnh chư đại đức tăng trao truyền cho chúng con được thọ trì tam quy ngũ giới và thuyết giảng cho chúng con hiểu hơn về ý nghĩa ngày lễ Vê Sắc Phật Đản, để cho chúng con được sự lợi ích, sự tấn hóa, sự an vui lâu dài, lần thứ nhì, lần thứ ba. Các Phật tử đọc theo sư nhé. Aham bệnh tê tít sa ra nê na sa ha pan cha si nang tham mang ra cha mi. Trước khi sư bảo giảng pháp thì mọi người cùng niệm Nam Mô Tát Sa ba lần. Nam mô Tát Sa Bhagavato Arahato Sammasambuddhassa. Nam mô Tát Sa Bhagavato Arahato Sammasambuddhassa. Nam mô Tát Sa Bhagavato Arahato Sammasambuddhassa. Hôm nay ở tại chùa Phúc Minh có lễ kỷ niệm
ngày Đức Phật đản sinh, mà cũng là ngày lễ tam hợp, gọi là lễ Vê Sắc. Thì cái ngày lễ này có ba cái ý nghĩa, hay là kỷ niệm ba cái sự kiện liên quan đến cuộc đời của Đức Phật. Đó là sự kiện Đức Phật đản sinh, Đức Phật thành đạo và Đức Phật nhập Niết Bàn. Cho nên cái ngày lễ này còn gọi là lễ tam hợp, hay gọi là lễ Vê Sắc, có nghĩa là lễ tam hợp. Thì bây giờ sẽ giảng một bài pháp nói về ý nghĩa của lễ Phật đản sinh và lễ tam hợp này. Thì cái ngày Đức Phật đản sinh là kỷ niệm cái ngày sinh nhật, hay là cái ngày ra đời của một vị Bồ Tát được sinh ra ở cái kiếp cuối cùng, để trước khi Ngài thành đạo, chứng chánh đẳng, chánh giác. Thì một vị Bồ Tát theo cái lẽ thông thường ở vào cái kiếp cuối cùng thì Ngài sẽ hạ sinh từ cõi trời Đâu Suất, là cái tầng trời thứ tư trong cõi trời dục giới. Vì đã trải qua cái quá trình thành Bồ Tát đạo trong bốn A Tăng kỳ kiếp và 100.000 đại kiếp, thì bất cứ ai ở trên đời, nếu như trước khi vị đó muốn trở thành một vị Phật chánh đẳng giác, thì cái vị đó cần có khởi nên những cái ước nguyện ở trong tâm mình. Đó là luôn luôn có cái ước nguyện thành một vị Phật chánh đẳng giác. Thì những cái ước nguyện ấy mỗi ngày sẽ được lớn mạnh lên, sẽ được mạnh mẽ lên. Trước đó vị đó có thể là âm thầm phát nguyện cái điều đó ở trong tâm thức của mình. Có thể vị ấy chưa dám nói ra cái suy nghĩ, cái mục đích của mình, cái mong cầu, cái nguyện vọng của mình sẽ trở thành một vị Phật. Vì vậy nên một vị Bồ Tát ấy thường là âm thầm ước nguyện cái điều đó, trải qua một cái thời gian rất là dài, rất nhiều A Tăng kỳ kiếp. Vì đó khởi nên những cái âm thầm ước nguyện mình sẽ trở thành một vị Phật như vậy, cho đến khi những cái điều ước nguyện ấy nó đã trở nên mạnh mẽ rồi, thì vị ói mới dám phát nguyện ra thành lời. Vì đó mới dám phát nguyện ra thành lời là cái ước nguyện của mình, mong rằng tôi sẽ trở thành một vị Phật ở trong tương lai. Thì khi mà vị đó dám phát nguyện trở thành một vị Phật như vậy, điều đó cũng chưa chắc vị đó đã thành tựu. Và vì đó cần có cái sự phát nguyện ấy, cần có cái nguyện vọng, cần có cái mong cầu ấy trong một thời gian rất dài, rất nhiều A Tăng kỳ kiếp, cho đến khi vị ấy đã có đầy đủ những cái đức tính của một vị Bồ Tát, có đầy đủ những cái ước nguyện của một vị sẽ thành một vị Phật, của một vị Bồ Tát như vậy. Cho đến khi vị ấy có đủ cái duyên lành, có đủ cái nhân duyên để gặp một vị Phật chánh đẳng giác, và vị ấy có cái tâm nguyện, có cái ước mong, có cái mong cầu, và vị ấy phải phát nguyện trước mặt một vị Phật. Khi vị ấy có đầy đủ những yếu tố, những tố chất của một vị Bồ Tát, như vị ấy phải là một con người, phải sinh ra ở cái cõi người, vị ấy phải là một nam nhân, không phải là nữ nhân, vì ấy phải là một vị ẩn sĩ, một người đã xuất gia, đã rời bỏ cái gia đình, từ bỏ cái đời sống thế tục. Có thể vì ấy là một ẩn sĩ hay là một cái người xuất gia. Rồi vì ấy có những cái năng lực thần thông, đã chứng được những pháp thượng nhân, chi kiến thủ thắng, như chứng được tam đứng, chứng được ngũ thông hiệp thế. Và vì ấy có đủ cái khả năng có thể đắc đạo, có thể giác ngộ. Khi nghe một cái câu kệ ngắn từ nơi Đức Phật,
Nhưng vì cái mục đích muốn trở thành một vị Phật chánh đẳng giác ở trong tương lai, cho nên vì ấy sẽ không có phát nguyện giác ngộ ngay trong cái đời hiện tại ấy, mà sẵn sàng dấn thân tiếp tục hành Bồ Tát Đạo để trở thành một cái vị Phật chánh đẳng giác trong tương lai. Ước nguyện của vị ấy trước mặt một vị Phật, đó là con ước nguyện trở thành một vị Phật như Ngài. Khi một vị Phật chánh đẳng giác với cái trí tuệ, tuệ giác của mình biết được cái ước nguyện của người này có thể thành tựu, chắc chắn sẽ trở thành một vị Phật trong tương lai, thì vị Phật ấy mới chứng nhận, mới thọ ký cho một cái vị Bồ Tát ấy rằng ông sẽ thành Phật trong tương lai. Cũng như vậy, cách đây 4 A Tăng kỷ kiếp và 100.000 đại kiếp về trước, lúc ấy Bồ Tát Sumedha là một vị ẩn sĩ tu ẩn ở trong rừng sâu. Khi nghe nói trong nhân gian có một vị Phật Dibhaṅkara xuất hiện ở trên đời và đi đến du hóa ở một cái ngôi làng nọ, thì cái vị Bồ Tát Sumedha ấy đã dùng thần thông của mình đi giao du ở trong nhân gian, thấy những người dân đang sửa soạn một con đường để đón một vị Phật đến tế độ cho dân làng. Thì vị Bồ Tát ấy đã dùng cái thần thông của mình để xây đắp một con đường và để cúng dường, nên một vị Phật sẽ đi qua con đường ấy. Khi vị Phật đi đến nơi thì còn một đoạn đường chưa được thành tựu, vì Bồ Tát ấy đã lấy thân mình làm cây cầu để thỉnh mời Đức Phật và 100.000 vị A-la-hán bước lên thân mình đi qua cái đoạn đường ấy, với cái lòng tha thiết mong cầu, với cái lòng mộ đạo ân cần như vậy. Vị Bồ Tát Dibhaṅkara, Đức Phật Nhiên Đăng, Đức Phật Dibhaṅkara hay Đức Phật Nhiên Đăng đã xác nhận, đã thọ ký cho cái vị Bồ Tát ấy rằng trong 4 A Tăng kỷ kiếp, 100.000 đại kiếp về sau, cái vị thiện nam tử này, vị ẩn sĩ này chắc chắn sẽ thành Phật, đó là Phật Gotama, sẽ ra đời ở trong cái thời hiền kiếp này. Đó là cái lời thọ ký đã được di truyền từ 4 A Tăng kỷ kiếp và 100.000 đại kiếp. Kể từ đó thì cái vị ẩn sĩ ấy mới chính thức là một vị bất thối Bồ Tát, là một cái vị Bồ Tát không còn thoái chuyển, và chắc chắn sẽ thành Phật chánh đẳng giác trong tương lai. Cũng kể từ ấy thì cái vị ẩn sĩ ấy sẽ trải qua cái quá trình thực hành Bồ Tát Đạo, tích lũy 10 ba la mật trong cả ba cái pháp, đó là ba la mật được tu tập ở cái mức độ bậc thường, 10 ba la mật ở cái mức bậc thường, 10 ba la mật ở cái mức độ bậc trung và 10 ba la mật ở cái mức bậc thượng. Như khi vị Bồ Tát ấy bố thí ở cái gọi là bố thí, thì vị ấy chỉ mong cầu với cái công đức, với cái phước lành của cái pháp bố thí này, chỉ mong tôi sẽ trở thành một vị Phật chánh đẳng giác trong tương lai. Với cái nguyện vọng trở thành một vị Phật như vậy thì cái pháp thí ấy gọi là bố thí ba la mật. Khi vị ấy giữ các cái giới hạnh, thọ trì những cái giới hạnh, thì vị ấy có cái ước nguyện rằng với cái giới hạnh này, với cái sự thọ trì các cái giới này, tôi chỉ mong trở thành một vị Phật trong tương lai. Và cái pháp ấy trở thành trì giới ba la mật. Và khi vị ấy suốt ni thực hành những cái pháp thiền chứng, suốt ni khỏi cái đời sống ngũ dục ở thế gian, thì vị ấy chỉ có cái ước nguyện trở thành một vị Phật chánh đẳng giác. Cho nên những cái pháp suốt ni ấy trở thành suốt ni ba la mật. Khi vị ấy thực hành những cái pháp trí tuệ để trở thành Phật thì gọi là trí tuệ ba la mật. Khi vị ấy tinh tấn thực hành những thiện pháp
pháp thì gọi là tinh tấn ba la mật. Khi vị ấy kham nhẫn, quyết định hay tử tâm xả tâm, vị ấy chỉ hướng đến trở thành Phật. Vì vậy cho nên được gọi là vị ấy trau dồi bồi bổ tích lũy các cái pháp ba la mật, các cái pháp độ, các cái pháp để vị ấy trở thành một vị Phật trong tương lai. Và trong cái quá trình tích lũy các cái ba la mật ấy thì được gọi là thực hành Bồ Tát đạo. Thì một vị Bồ Tát ấy sẽ thực hành những cái pháp ba la mật ở cái mức độ bậc thường, đó là như khi bố thí, vì ấy sẽ sẵn sàng bố thí những cái tài sản ở bên ngoài của mình, đó là những cái của cải vật chất do chính mình làm ra. Thì với cái mức độ bố thí ấy được gọi là bố thí ở cái mức bậc thường, hay còn gọi là bố thí ở cái mức độ thấp nhất. Và vì ấy cũng có thể bố thí ở cái mức độ bậc trung, đó là sẵn sàng bố thí cả những cái vật ở bên trong thân mình. Vì ấy có thể bố thí mắt hay bố thí những cái cơ quan ở trong thân của mình để cứu giúp một người khác. Thì cái vì làm lợi ích cho người khác bằng cái sự bố thí cả một phần thân thể của mình như vậy được gọi là bố thí ở cái mức bậc trung. Và vì ấy có thể bố thí ở cái mức bậc thượng, đó là sẵn sàng hy sinh cả cái mạng sống của mình để vì cái lợi ích, vì làm lợi lạc cho những chúng sinh, những người khác, cũng chỉ vì cái mục đích để trở thành một vị Phật chánh đẳng giác trong tương lai, nên vì ấy có thể sẵn sàng xả thí như vậy, sẵn sàng bố thí, hay là sẵn sàng làm những pháp đại xả thí, đó là vì ấy có thể bố thí được cả những cái tài sản vật chất của mình, bố thí cả những cái vợ con, bố thí được cả quốc độ, bố thí được cả những cái bộ phận trên thân thể mình, như là bố thí mắt, vì ấy có thể bố thí được cả mạng sống của mình. Đó là những cái pháp đại xả thí của một vị Bồ Tát trước khi trở thành một vị Phật chánh đẳng giác. Vì ấy cũng có thể thực hành những cái pháp bố ở những cái ba la mật khác ở cái mức độ bậc thường, khi sẵn sàng tổn hại những tài sản để thực hành những cái pháp ba la mật ấy, sẵn sàng tổn hại đến cả thân thể của mình để viên mãn những cái ba la mật ấy, và sẵn sàng từ bỏ cả cái tánh mạng của mình để viên mãn các cái pháp ba la mật ấy. Trải qua một cái thời gian rất dài như vậy, một vị Bồ Tát sau khi đã được thọ ký rồi thì vị ấy chỉ sinh làm nam nhân, không sinh thành nữ nhân. Nhưng tùy theo cái nghiệp thiện ác của mình, có khi một vị Bồ Tát vẫn phải tái sinh vào những cõi khổ đau, có khi vị ấy tái sinh làm cõi người, có khi vị ấy tái sinh làm chư thiên, làm phạm thiên, và cũng có khi phải vào địa ngục, phải tái sinh làm súc sinh. Nhưng vị ấy không bao giờ tái sinh vào những cái cõi bất hạnh, như là làm những cái loài thú nhỏ bé như sâu bọ, côn trùng. Vị ấy không bao giờ tái sinh vào những cái cõi như quỷ đói. Vị ấy không bao giờ sinh vào những cái cõi có tuổi thọ quá lâu dài, như là các cái cõi vô sắc giới hay là cái cõi vô tưởng, mà chỉ sinh ở những cái cõi nào có cái tuổi thọ vừa phải, để vị ấy có thể tái sinh trở lại ở cái cõi nhân gian rất nhiều lần. Vì ở cái cõi nhân gian, ở cái cõi nhân loại có thể tích lũy được rất nhiều các ba la mật. Tuy rằng ở cái cõi đời này có cái tuổi thọ ngắn ngủi, có nhiều cái nỗi khổ đau, nhưng cũng ở cái cõi người này, một vị Bồ Tát sẽ tích lũy được rất nhiều các ba la mật, sẽ rất nhanh chóng viên mãn được những cái pháp độ của mình và nhanh chóng trở thành một vị Phật. Vì vậy, một vị Bồ Tát sẽ thường xuyên tái sinh ở cái cõi nhân loại, ở cái cõi nhân gian, vì ở cái cõi này có thể thực hành được những pháp bố thí một cách dễ dàng, mà ở cái cõi khác không làm được. Ở cái cõi này có thể trì giới, tinh tấn, kham nhẫn, chân thật, quyết định, tử tâm, xả tâm, tất cả những cái pháp độ ba la mật để trở thành một vị Phật ấy, thì ở cái cõi nhân loại này rất dễ tạo đắc, mà ở các cái cõi thiên giới khác hay các cái cõi đọa xứ khác lại rất khó có thể viên mãn và thực hành được. Vậy nên là một cái người nào sinh ra ở cái cõi nhân
loại này, mình sẽ có những cái cơ hội để làm những cái thiện pháp, để tích lũy các cái thiện nghiệp rất dễ dàng. Nếu như đó là một cái người có học đạo, có hiểu đạo, có áp dụng cái giáo pháp vào trong cái cuộc sống hàng ngày. Nhưng cũng ở cái cõi người này, nếu một cái người không biết đến giáo pháp, không gặp được chánh pháp mà lại sống theo những cái ác pháp, sống theo những cái tà pháp, thì cũng một cái kiếp sống ngắn ngủi này, người ta sẽ tạo ra rất nhiều những cái điều tội lỗi, tạo ra rất là nhiều những cái ác nghiệp. Và khi từ bỏ cái thân mạng này thì những chúng sinh ấy sẽ phải đọa vào những cái cõi khổ đau rất là lâu dài. Nhưng cũng ở cái cõi người này, một cái người áp dụng những cái thiện pháp, sống theo thiện pháp, tạo những cái thiện nghiệp, thì sẽ tạo được vô số những cái công đức phước lành, và sẽ đi đến cái sự an vui lâu dài ở trong tương lai. Vì cái lý do ấy cho nên một vị Bồ Tát sẽ sinh lại ở cái cõi người rất là nhiều lần để viên mãn các cái ba la mật. Và cũng ở cái kiếp cuối cùng, một cái kiếp khi mà một vị Bồ Tát đã viên mãn, đã đầy đủ các cái pháp ba la mật rồi, vì ấy sẽ tái sinh ở cái cõi đâu suốt, cái cõi trời thứ tư. Thì một vị Bồ Tát thường thường khi sinh về các cái cõi trời, vì ấy sẽ cũng sẽ sinh về một cái cõi mà có cái tuổi thọ trung bình, không quá dài, không quá ngắn. Thì trong các cái cõi trời dục giới, có cõi tứ đại thiên vương, có cõi đâu có cõi đao nợ thiên, cõi dạ ma thiên, cõi đâu suốt, cõi hóa nạc thiên và cõi tha hóa tự tại thiên. Trong sáu cái cõi trời dục giới ấy, thì cái cõi trời đâu suốt là một cái cõi vừa phải trung bình, không quá thấp mà cũng không quá cao, có cái tuổi thọ không quá dài và không quá ngắn. Đó cũng là cái lý do mà một vị Bồ Tát thường từ cái cõi trời đâu suốt là một cái kiếp trước khi vị ấy đản sinh xuống cái cõi nhân loại thế gian này để trở thành một vị Phật chánh đẳng giác. Thì khi mà một vị Bồ Tát sau khi đã mãn tuổi thọ ở cái cõi đâu suốt là thiên rồi, vì ấy có những cái tướng suy bắt đầu xuất hiện trên thân thể, như là cái hào quang trên người bắt đầu lu mờ, bắt đầu xuất hiện những cái mùi hôi trên cơ thể, hoa trên đầu khô héo, và không còn có những cái niềm vui, không còn hoan hỉ với những cái niềm vui ở thiên giới. Đó là những cái tướng suy, những cái điểm báo hiệu là tuổi thọ sắp chấm dứt của một vị chư thiên. Khi một vị Bồ Tát sắp sửa xuống nhân gian, vị ấy sẽ quan sát ở dưới nhân gian vào cái thời kỳ ấy đã phù hợp hay chưa. Vị ấy quan sát rằng ở cõi nhân gian, cái nơi nào, cái quốc độ nào là cái trung tâm của ta bà thế giới, là cái nơi mà một vị Phật đã xứng đáng ra đời. Thì khi mà quan sát những cái quốc độ như vậy, vì ấy lựa chọn một cái quốc độ trung tâm của cái cõi ta bà, đó là cái xứ Ấn Độ thời cổ xưa, là cái nơi mà đã được vị Bồ Tát lựa chọn. Vì ấy sẽ quan sát những người nào đáng làm thân mẫu, đáng làm những cái bậc cha mẹ của mình. Và vị Bồ Tát quan sát thấy Hoàng hậu Ma Gia và vua Tịnh Phạm Vương là những người hiền đức, những người có nhiều cái duyên lành, những người đã có những cái nhân duyên phụ mẫu, đáng làm cha mẹ, và đó là sự lựa chọn của một vị Bồ Tát. Vì ấy quan sát thấy cái tuổi thọ của con người nó ở vào một cái thời kỳ không quá dài, không quá ngắn. Nếu như mà ở trong cái thời kỳ mà cái tuổi thọ con người quá cao, thì lúc ấy con người có cái sự chủ quan, nghĩ rằng đời còn dài, và vì ấy không có cái sự vội vàng, không có cái sự thức tỉnh, không thấy cái chết nó cận kề, cho nên có cái sự chủ quan về con đường tu đạo. Vậy một vị Bồ Tát sẽ lựa chọn vào cái thời kỳ mà tuổi thọ con người ở cái mức vừa phải nhất, không dài quá, không ngắn quá. Tuổi thọ lúc ấy của con người là 100 năm. Rồi sau khi Bồ Tát đã quan sát đầy đủ những cái duyên lành, những cái chúng sinh có những cái nhân duyên với mình đều sinh ra ở trong cái thời hiền kiếp ấy, thì Bồ Tát từ cõi trời đâu suốt hạ sinh.
Thì vào cái ngày rằm tháng tư âm lịch, đó là kỷ niệm cái ngày mà vị Bồ Tát hạ sinh, đản sinh xuống cái cõi nhân gian này. Đó là cái ngày mà Hoàng hậu Ma Gia từ cái thành Can Tỳ Na Bệ đang trở về cái xứ Cô Ni Gia, cái quê hương của mình, để chuẩn bị cho cái ngày Nâm Bồn khai sinh ra một vị Hoàng Thái Tử. Và trên cái con đường đi về cái quê hương của mình, qua cái khu vườn Nâm Tỳ Ni, hoa vô ưu nở rộ vào cái ngày rằm tháng tư ấy, thì Hoàng hậu Ma Gia đã hạ sinh một vị Hoàng Thái Tử ngay dưới gốc cây vô ưu. Đó là Thái Tử, vị Thái Tử ấy khi sinh ra đời có những cái điểm, có những cái báo hiệu, có những cái dấu hiệu của một bậc vĩ nhân, của một bậc thánh nhân suốt thế. Nó khác thường với tất cả những cái người bình thường khác. Đó là cái sự kiện mà khi vừa sinh ra, vị ấy có thể bước đi 7 bước, một tay chỉ trời, một tay chỉ đất, mà nói rằng trên trời dưới đất không ai tôn kính bằng ta. Và đây là kiếp sống cuối cùng, sau đời này không còn đời nào khác nữa. Đó là một cái lời nói, một cái thông điệp của tất cả các cái vị Bồ Tát ở cái kiếp cuối cùng trước khi thành Phật đều có những cái dấu hiệu như vậy. Đó là khi sinh ra đều bước đi 7 bước, đều có một tay chỉ trời, một tay chỉ đất, đều có một cái câu nói là thiên thượng, thiên hạ, duy ngã, độc tôn. Thì với cái 32 tướng tốt và 80 vẻ đẹp đã được lưu truyền ở trong Thánh Điển Vệ Đà từ cách đó 1.000 năm trước. Từ khi mà Đức Phật chưa xuất hiện ở trên thế gian, cách đó 1.000 năm trước, các nhà tiên tri đã tiên đoán 1.000 năm sau, ở nhân gian này sẽ xuất hiện một vị Phật, một vị ấy sẽ ra đời và sẽ là một vị có đầy đủ 32 tướng tốt, 80 vẻ đẹp. Vì vậy, những cái tướng tốt của Đức Phật đã được thế gian học hỏi, đã được người nhân loại lưu truyền từ cách đó hàng ngàn năm. Và các nhà tiên tri cũng đã tiên đoán trước từ cách đó hàng ngàn năm là sẽ có một vị Phật ra đời để tế độ chúng sinh, để khai mở ra con đường giải thoát giác ngộ, để đi đến Niết Bàn, chấm dứt khổ đau. Vì vậy, khi một vị Phật sinh ra đời, làm cho thế gian, làm cho địa cầu chấn động, tất cả chư thiên và nhân loại đều có cái sự hân hoan hoan hỉ vào cái ngày Đức Phật đản sinh. Vào cái ngày Bồ Tát đản sinh ra đời, ngày rằm tháng tư ấy, và sau này trở thành một cái ngày lễ Phật đản, là cái ngày kỷ niệm của tất cả những người Phật tử, để gợi nhớ lại, để tưởng nhớ lại một cái vị Bồ Tát ra đời ở cái kiếp cuối cùng trước khi thành đạo. Để mỗi một khi ôn lại cái ngày ra đời của Đức Phật, để mọi người ôn lại những cái pháp ba la mật, những cái pháp mà đã tác thành, mà đã vun bồi nên một cái vị Bồ Tát. Cái vị ấy không phải là một cái người bình thường như những người khác sinh ra, không phải ai cũng trở thành Phật, không phải ai cũng trở thành một vị Bồ Tát được, mà đó là cái ước nguyện đã trải qua những cái thời gian năm tháng rất lâu dài, những cái công đức, những cái thiện nghiệp mà vị ấy đã gây tạo trong một cái thời gian rất lâu dài, với những cái chí nguyện sâu xa ấy, với những cái công đức sâu dày ấy, và đến ngày viên mãn như một cái người gieo nhân và đã đến ngày cho ra hoa kết trái, thì cũng như vậy, một cái vị ấy đã gieo tạo những cái nhân này, những cái pháp ba la mật của mình, để cho đến một cái ngày tất cả những cái pháp ba la mật ấy được đầy đủ, và vị ấy mới tái sinh một cái kiếp cuối cùng xuống cõi nhân gian. Vị ấy mới đầy đủ 32 tướng tốt, 80 vẻ đẹp, và vị ấy mới trở thành một vị Phật được. Thì đó là một cái con người cũng sinh ra ở trên cái cõi đời này, mà tất cả cái thông lệ của chư Phật xưa nay cũng vậy. Tất cả các vị Phật ra đời đều lựa chọn cái cõi người làm cái cõi để thành đạo, để trở thành một vị Phật. Vì ấy không sinh ở cõi thiên giới, cũng không sinh ở bất cứ một cái cõi nào khác.
Sở dĩ như vậy bởi vì tất cả các vị Phật vì có cái lòng thương tưởng cho đời, vì muốn tế độ chúng sinh, vì muốn giáo hóa chúng sinh để đi đến giải thoát, để đi đến giác ngộ như mình. Nếu như một vị Phật mà lựa chọn cái cõi tái sinh của mình, đó là một cái cõi thiên giới, thì đó sẽ là một cái sự bất hạnh cho loài người. Bởi vì con người sẽ có cái sự mặc cảm, tự ti, nghĩ rằng mình là một cái người trần tục, không thể sánh với các cái vị chư thiên cao cả được. Các vị chư thiên vì ấy có thể trở thành Phật, còn mình là một cái con người thấp bé, làm sao có thể đi đến giải thoát giác ngộ được. Chính vì cái nguyên nhân ấy cho nên tất cả các vị Bồ Tát trước khi thành đạo đều hạ sinh ở cõi nhân gian, đều sinh ở cái cõi người. Và một vị Bồ Tát ấy sinh ra làm người rồi tu đắc đạo trở thành Phật và trở thành một vị thầy của cả cõi nhân thiên. Vì khi trở thành một con người rồi, vị ấy có thể làm tấm gương cho những người khác, để cho những người khác biết rằng mình là một con người, mình cũng có đầy đủ những cái khả năng để tu tập, để đi đến cái sự giải thoát, để đi đến cái sự giác ngộ giống như Phật. Đức Phật sinh ra cũng là một con người bằng xương bằng thịt này, Ngài cũng sống ở cái cõi nhân loại này, Ngài cũng có những cái sinh hoạt, những cái văn hóa như những cái con người khác. Và Ngài đã tìm ra cái con đường giải thoát giác ngộ, để rồi Ngài lại giáo hóa để phổ độ chúng sinh. Vì vậy tất cả những con người ở nhân loại biết rằng Phật cũng là người mà Ngài có thể thành Phật được. Vậy thì mình cũng là người, mình cũng có thể giải thoát giác ngộ, đi trên cái con đường giải thoát như Đức Phật được. Đó là cái lý do Đức Phật sinh ra ở cõi người, có thể tế độ được cõi người. Hơn nữa, ở cái cõi người, Đức Phật có thể độ được tất cả các cái cõi chư thiên khác. Khi một vị Phật thuyết giảng giáo Pháp, thì tất cả các vị chư thiên có thể nghe Pháp, có thể giác ngộ được Phật Pháp, thậm chí còn mau lẹ và nhanh chóng dễ dàng hơn cả những chúng sinh ở cõi người. Thì các chúng sinh là các vị chư thiên nghĩ rằng là những cái chúng sinh là những cái con người bằng xương thịt với cái thân sắc thô phù này, mà người ta cũng có thể tu được những cái pháp thượng nhân, thành tựu được những chi kiến thủ thắng, đi đến giải thoát giác ngộ. Thì một vị chư thiên có những cái sắc thân cao thượng hơn, vi tế hơn, có cái trí tuệ nhạy cảm hơn, có thể hiểu được những cái ý nghĩa thâm sâu hơn, thì các vị chư thiên ấy biết rằng các cái chúng sinh ở cõi người có thể giác ngộ được chân lý, thì chư thiên cũng có thể giác ngộ được chân lý. Điều đó khiến cho các vị chư thiên có cái sự tự tin hơn, và các vị chư thiên sẽ tiếp thu giáo pháp, sẽ học hỏi giáo pháp và cũng đi đến giác ngộ. Đó là lý do mà Đức Phật sẽ tái sinh xuống cái cõi người này. Vì vậy nên đó là một cái ngày hạnh phúc cho chư thiên và nhân loại, vì Đức Phật có thể tế độ được cả cái nhân gian và thiên giới cùng đi đến giác ngộ khổ đau, giải thoát khổ đau. Thì vì vậy nên Đức Phật đã tái sinh xuống cái cõi nhân gian ở tại cái khu vườn Lâm Tỷ Ni dưới gốc cây Vô Ưu. Ngài đã đản sinh rồi, khi mà lớn lên thì Đức Phật cũng sinh hoạt như những con người bình thường khác, cho đến tuổi trưởng thành Ngài cũng đã làm một cái vị sẵn chuẩn bị kế cái địa vị, đó là trở thành một vị vua trị vì cái vương quốc, thay thế vua cha trị vì một cái xứ Ca Tỷ Na Ấn Độ thời bấy giờ. Nhưng vì những cái pháp ba la mật đã vun bồi, đã tích lũy, cho nên có cái sự thôi thúc ở trong tâm của Ngài. Đó là cái sự nhàm chán đối với lại những cái sự ngũ dục ở thế gian. Ngài không say sưa hưởng thụ cái danh vọng, chức quyền, những cái tài sản hay là những cái ngũ dục ở thế gian này, mà Ngài luôn thấy cuộc đời vui ít khổ nhiều, và luôn chắc ẩn trong tâm mình phải tìm ra một cái con đường giải thoát khổ đau cho mình và cho cái thế gian này. Vì vậy cho nên khi nhận thấy những cái cảnh tượng sinh giả, những cái cảnh tượng của
người già, người bệnh và người chết, thì mà với cái trí tuệ về hiểu về cái sự vô thường, khổ và vô ngã ở trên thế gian, Tài mới thấy cuộc đời này là vô thường, khổ đau. Và khi thấy một cái vị ẩn sĩ, khi thấy một cái vị sa môn hành đạo, thì Ngài cũng đã tìm hiểu và biết chỉ có cái con đường xuất gia trở thành sa môn tu tập và mới là cái con đường đi đến chấm dứt khổ đau, mới là cái con đường đi đến an vui thật sự. Còn tất cả những cái chạy theo những cái tham dục ở thế gian, nó chỉ là cái sự vui ít khổ nhiều. Đó không phải là cái sự an vui thật sự, mà cái sự an vui thật sự đó là phải đoạn trừ được những cái phiền não ở trong tâm để đi đến cái sự giác ngộ giải thoát hoàn toàn. Thì khi mà thấy những cái cảnh già bệnh chết và cái người bệnh như thế, thì điều đó là những cái dấu hiệu để thức tỉnh cho một vị Bồ Tát từ bỏ cái cõi đời, từ bỏ cái cõi đời trần tục để đi tìm một cái con đường giải thoát giác ngộ. Thì khi mà Ngài đi tầm sư học đạo, Ngài cũng học tất cả những cái đạo lý đã có sẵn ở trên thế gian, những cái pháp môn tu tập về nội tâm của các cái vị thầy, các cái vị đạo sư thời bấy giờ. Nhưng mà với cái trí tuệ vượt trội của mình, Ngài đã nhận thức ra được tất cả những cái pháp tu tập thời bấy giờ không đi đến giải thoát giác ngộ, không đi đến nhảm chán ni tham, không đi đến diệt tận khổ đau. Cho nên Ngài đã tự mình tu tập mà không có thầy hướng dẫn, trải qua 6 năm tu khổ hạnh. Và cuối cùng Ngài đã từ bỏ cái nối tu khổ hạnh, tìm ra cái con đường trung đạo, cái con đường tu tập có thể đi đến giải thoát, đó là không quá hưởng thụ những cái ngũ dục mà cũng không cần phải khổ hạnh ép xác, đó là cái con đường sống trung đạo vừa phải với cái sức lực, với cái khả năng của mình. Khi Ngài thực hành theo cái con đường trung đạo ấy, thực hành những cái pháp thiền hơi thở để nhập vào các tầng thiền, sơ thiền, ni dục, ni ác, bất thiện pháp, chứng và an trú thiền thứ nhất, một trạng thái hỷ lạc do ni dục sinh với tầm với tứ, rồi diệt tầm tứ, chứng và trú thiền thứ hai, một trạng thái hỷ lạc do định sinh không tầm không tứ, nội tỉnh nhất tâm, vì ấy ni hỷ trú xả, chánh niệm tỉnh giác, chứng và an trú thiền thứ ba, vì ấy xả nạc xả khổ, diệt hỷ ưu đã cảm thọ trước, chứng và an trú thiền thứ tư, không khổ không nạc xả niệm thanh tịnh. Và Ngài đã khi đạt đến cái tứ thiền của pháp thiền hơi thở, khi nhớ lại cái năm lên 7 tuổi, Bồ Tát đã từng ngồi thiền ở dưới gốc cây trong cái buổi lễ hạ điền, Ngài đã vào được sơ thiền. Và trải qua 6 năm tu khổ hạnh không thành tựu, Ngài nhớ lại cái ký ức ấy, nhớ lại cái kinh nghiệm, đã hướng tâm vào hơi thở, đã chú tâm trên hơi thở, đã thực hành thiền hơi thở, đã chứng được sơ thiền. Và bây giờ khi Ngài ôn lại, Ngài cũng hướng tâm về hơi thở như vậy, Ngài cũng dễ dàng vào các tầng thiền, sơ thiền, rồi lên nhị thiền, rồi lên tam thiền, lên tứ thiền. Trước đó khi đi xuất gia đi tầm sư học đạo, Ngài đã từng thực hành tứ thiền bát định, không vô biên xứ, thức vô biên xứ, vô sở hữu xứ, phi tưởng phi phi tưởng xứ. Như vậy khi mà vị Bồ Tát thành tựu lại những cái pháp thiền chứng của mình, Ngài đã ôn lại tất cả những cái pháp thiền mà Ngài đã thực hành, cho nên ngay lúc ấy Ngài đã phát triển được những thắng trí, những năng lực thần thông, những khả năng có thể nhớ lại được những kiếp trước của mình. Thì chỉ có khi mà với một cái tâm định tính thuần tịnh siêu nhân, vững chắc bất động nhu nhuyễn ấy, một vị Bồ Tát ấy mới có thể dẫn tâm, mới có thể hướng tâm về các đời sống quá khứ, cả những cái nét đại cương và chi tiết, một đời, hai đời, 10 đời, 20 đời, 100 đời, 1000 đời, hay hàng trăm ngàn đời. Một vị Bồ Tát có thể nhớ lại được những cái đời sống quá khứ của bản thân mình như vậy, thì vị ấy mới đoạn trừ được những cái hoài nghi, không còn cái nghi ngờ về nghiệp và quả của nghiệp, không còn nghi ngờ là ta có mặt hay không có mặt trong đời quá khứ, ta có mặt trong đời quá khứ như thế nào, trước đây ta là gì, ta đã có mặt như thế nào trong đời quá khứ.
ta sẽ có mặt hay không có mặt ở trong đời tương lai, ta có mặt ở trong đời tương lai như thế nào, tương lai ta sẽ đi về đâu, ta sẽ có mặt như thế nào ở trong đời tương lai, hay ta có mặt hay không có mặt ở trong đời hiện tại, ta chúng sinh này từ đâu đến và rồi sẽ đi về đâu. Đó là những cái hoài nghi của con người ở trên thế gian, vì không lý giải được, không hiểu biết được, không biết được mình từ đâu và đến đây, rồi chết ở đây mình sẽ đi về đâu. Mà đó là một cái sự vô minh tăm tối mà tất cả những cái chúng sinh từ ngàn xưa và hiện tại cho đến tương lai vẫn cứ có hoài nghi ấy, vẫn cứ có những cái sự thắc mắc ấy và vẫn sống trong những cái ảo tưởng ấy. Có người nghĩ rằng mình do Thượng Đế sinh ra, chết trở về với Thượng Đế. Có người thì nghĩ rằng con người này ngẫu nhiên sinh ra rồi chết không còn gì cả. Và cũng không biết được những cái vui khổ nó từ đâu mà đến. Vì vậy nên nó sinh ra rất là nhiều những cái tư tưởng, những cái mê lầm, những cái tà kiến ở trên thế gian. Mỗi người sẽ có những cái sự lý giải khác nhau, có những cái tư tưởng khác nhau, có những cái học thuyết, có những cái triết học khác nhau. Cho nên trên thế gian, ở nhân loại này, có rất nhiều những cái hệ tư tưởng, rất nhiều những cái tôn giáo đã ra đời, cũng chỉ để tìm cái câu trả lời cho cái kiếp nhân sinh, chúng sinh từ đâu mà đến đây và khi chết sẽ đi về đâu. Nhưng vì người ta không có được cái túc mạng trí, vì cái tâm có rất là nhiều những cái ô nhiễm phiền não tham sân si, nhưng người ta không thể nhớ lại được những cái kiếp sống quá khứ của mình. Hoặc là nếu như có nhớ lại thì người ta cũng không nhớ lại được một cái cách rốt ráo, có thể nhớ lại được rất nhiều đời nhiều kiếp như cái trí tuệ của Bồ Tát, của vị Phật. Vậy chỉ khi nào mình có thể nhớ lại được những cái đời sống quá khứ của mình thì lúc đấy những cái hoài nghi ấy mới chấm dứt, những cái mê lầm mới chấm dứt, những cái ảo tưởng, những cái mê tín dị đoan ở trên đời này mới chấm dứt. Còn ngày nào mình chưa nhớ lại được thì mình vẫn còn sống trong những cái hoài nghi si ám. Cho nên là mình vẫn còn có những cái niềm tin sai lạc, có những cái niềm tin sai lầm, rồi dẫn đến những cái tà kiến, những cái tà trí. Và đó là cái nguyên nhân khiến cho chúng sinh cứ luân hồi sinh tử từ vô lượng kiếp. Thì một vị Bồ Tát sau khi đã nhớ lại được những cái kiếp sống quá khứ của mình, hoài nghi được đoạn trừ, và vị ấy lại tiếp tục dẫn tâm, hướng tâm đến cái sự sinh tử của chúng sinh. Vị ấy quan sát xem tất cả những chúng sinh từ đâu mà sinh về đây, rồi sau khi chết sẽ sinh về đâu. Thì đó được gọi là cái sinh tử trí, biết rằng là những cái chúng sinh sinh về cái cõi này là do cái nghiệp của mình, và sau khi chết tùy theo cái nghiệp của mình mà sinh về những cái cõi sống khác nhau. Những cái chúng sinh nào khi sống ở cái cõi đời này có những cái ác hạnh về thân, về lời nói, về những ý nghĩ, phỉ báng các bậc thánh, tạo những cái ác nghiệp theo tà kiến, thì khi khân hoại mạng chung, những cái chúng sinh ấy phải toái sinh vào địa ngục, vào ngã quỷ, vào súc sinh, cảm thọ những cái nỗi khổ đau do chính cái ác nghiệp mà mình đã tạo ra. Những cái chúng sinh nào khi sống ở trên đời này, người ta sống với những cái thiện hạnh về thân, những cái thiện hạnh về lời nói, những cái thiện hạnh về ý nghĩ, có chánh kiến, tạo những cái thiện nghiệp theo chánh kiến, không phỉ báng các bậc thánh, thì những cái chúng sinh ấy sẽ sinh lại cái cõi đời này, sẽ sinh về cõi thiên giới, sẽ hưởng thụ những cái an vui do những cái thiện nghiệp của chính mình tạo ra. Thì với những cái thiên nhãn thanh tịnh ấy, thuần tịnh ấy, một vị ấy có thể thấy được cái chúng sinh ở cái cõi thiên giới là do những cái công đức, do những cái thiện nghiệp mà cái vị chư thiên đó đã làm. Vị ấy có thể thấy được những chúng sinh ở cõi địa ngục, ngã quỷ, súc sinh, và cũng thấy được những cái ác nghiệp mà do những cái chúng sinh đó đã tạo ra. Thì đó được gọi là thiên nhãn trí, thiên nhãn minh, mà từ cái tâm định tính, từ cái tâm phát sinh ra từ cái sự thực hành thiền định.
Vậy thì cái sự thực hành thiền định làm cho cái tâm thanh tịnh, lắng đọng được những cấu uế phiền não, vì ấy có thể dẫn tâm, hướng tâm đến cái sự sinh tử của chúng sinh như vậy. Thấy những cái cõi sống vô hình, thấy những cái cõi sống hữu hình, thấy những cái chúng sinh khác nhau, có những cái cõi khổ đau, có những cái cõi an vui hạnh phúc. Đó là tùy theo cái nghiệp thiện ác của mình. Thì cái vị ấy được gọi là một cái người có chánh tri kiến. Cái vị ấy có chánh tri kiến bởi vì vị ấy thấy thật, thấy đúng với sự thật của mình. Còn những cái chúng sinh, những cái người nào chưa thấy, chưa có thể thấy được cái sự sinh tử của chúng sinh như thế thì chưa có chánh tri kiến, mà hay là vẫn còn có những cái tà kiến, nghĩ rằng chết rồi là hết, nghĩ rằng không có cõi thiên giới, không có cõi đọa xứ. Hoặc là vị ấy có những cái niềm tin mê nầm, hoặc là cái chi kiến của vị ấy yếu ớt, không đủ mạnh mẽ, cái niềm tin không thâm sâu vững chắc, dễ bị tin theo những cái tà pháp, tà kiến mê nầm ở trên đời. Thì đấy được gọi là cái minh thứ hai. Vô minh diệt, minh sinh. Bóng tối diệt, ánh sáng sinh. Thì đó là khi thấy được các cái sự thật như vậy thì những cái tà kiến mê nầm, những cái vô minh dần dần tan biến. Rồi vì ấy tiếp tục hướng tâm, dẫn tâm đến cái cội nguồn, cái nguyên nhân tại sao chúng sinh luân hồi tái sinh ở trong sinh tử này, và có cái con đường, cái đạo lộ, cái phương pháp nào có thể đi đến đoạn tận khổ đau, đoạn tận cái sự tái sinh luân hồi ấy. Thì vì ấy mới thấy ra được các cái sự thật tột cùng trên cái thân về sắc thọ tưởng hành thức này. Vì ấy thấy cái thân này nó là những cái sắc pháp, thấy được những cái nguyên nhân sinh ra cái thân này, thấy được cái sự đoạn diệt và thấy được cái con đường đoạn diệt cái sắc thân này, thấy được cái những cái cảm thọ vui buồn, có những cái nguyên nhân sinh ra những cái cảm thọ ấy, có cái sự đoạn trừ những cảm thọ ấy và có những cái con đường đưa đến đoạn trừ những cái thọ, cái tưởng, cái hành và cái thức. Cũng như vậy thì vị ấy mới thấy được cái thân năm uẩn này là khổ, cái nhân sinh ra khổ này là những cái tham ái về chính cái thân năm uẩn ở bên trong, bên ngoài, quá khứ, hiện tại, tương lai này. Vì ấy mới biết rằng là chỉ khi nào có đoạn trừ được vô minh, đoạn trừ được những cái tham ái chấp trước về cái thân năm uẩn này, về cái sáu căn sáu trần này, thì mới chấm dứt được khổ đau. Và cái con đường để đưa đến đoạn trừ những cái tham ái đấy là vì ấy cần phải có cái trí tuệ, cần phải có cái chánh tri kiến, chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, chánh tinh thần, chánh niệm, chánh định. Khi nào mà một cái người giác ngộ được ra bốn cái sự thật về khổ, sự thật về nguyên nhân sinh ra khổ, về sự thật về chấm dứt khổ và sự thật về con đường đi đến chấm dứt khổ, thì các nậu hoặc mới được đoạn trừ, các cái kiết sử phiền não, thân kiến hoài nghi giới cấm thủ, dục tham sân hận, ngã mạn phóng dật vô minh, hữu ái vô hữu ái được đoạn trừ. Vì ấy trở thành một cái vị đoạn trừ hết tất cả các cái nậu hoặc, trở thành một cái vị vô nậu, không còn một chút phiền não nào nữa. Thì đó là cái minh thứ ba đã khởi sinh lên nơi một vị Bồ Tát để trở thành một vị Phật. Thì đó là vị ấy biết sinh đã tận, phạm hạnh đã thành, những việc cần làm đã làm xong, đã đoạn trừ những kiết sử, đã chánh trí giải thoát, đã diệt tận khổ đau. Thì với cái nậu tận minh, với cái tâm biết rằng mình không còn phiền não nữa thì được gọi là nậu tận minh. Thì lúc ấy cái vị Bồ Tát ấy mới chính thức trở thành Phật. Lúc ấy vị ấy mới thật sự trở thành một vị A-la-hán chánh đẳng chánh giác, vì vị ấy có tam minh, có túc mạng minh, có thiên nhãn minh, có nậu tận minh. Thì trở thành một vị Phật khác với một cái người mà phàm phu bình thường khác. Đó là với một cái người vô văn phàm phu, không yết kiến các bậc thánh, không có thuần thục, không có tu tập pháp của các bậc thánh nhân. Thì cái vị ấy không có túc mạng minh, không nhớ được những đời kiếp quá khứ, không có thiên nhãn minh, không thấy được sự sinh tử của chúng sinh, không có nậu tận minh, không thấy được những phiền não đã đoạn trừ. Còn một vị giác ngộ, một vị đi đã có cái trí tuệ giác ngộ, đó là vị ấy thấy được những đời quá khứ, thấy được cái sinh tử của chúng sinh và thấy các phiền não đã đoạn trừ.
thì đó là cái sự khác biệt, đó được gọi là một bậc giác ngộ, vì Ngài có cái trí tuệ thấy ra các cái sự thật như vậy. Và được gọi là một vị giải thoát, bởi vì Ngài đã giải thoát khỏi những cái tham, giải thoát ra khỏi những cái sân hận, giải thoát ra khỏi những cái tà kiến, giải thoát ra khỏi những cái vô minh, giải thoát khỏi những cái tham ái, giải thoát khỏi những cái chấp thủ, giải thoát ra khỏi những cái luân hồi tái sinh trong tam giới. Vì ấy đã thoát ra ngoài tam giới, đã đi đến Niết Bàn, đi đến bất tử, đi đến chấm dứt khổ đau. Thì cũng vào cái ngày rằm tháng tư, sau khi đã tu tập, đã thực hành những cái pháp thiền chỉ quán, thực hành cái pháp thiền hơi thở và chứng đắc được tam minh lục thông ấy, thì Ngài đã trở thành một vị Phật. Thì đó cũng gọi là cái sự kiện thành đạo. Cái ngày thành đạo cũng trùng vào cái ngày rằm tháng tư. Ngày đản sinh cũng là cái ngày rằm tháng tư âm lịch, vào cái tháng Vê Sắc, cho nên được gọi là cái ngày lễ tam hợp Vê Sắc. Thì kể từ khi mà một vị Phật đã giác ngộ, đã thành đạo, đã trở thành một vị Phật chánh đẳng giác rồi, thì lúc ấy vì cái lòng thương tưởng cho đời, vì cái lợi ích, vì cái hạnh phúc, vì cái an lạc cho chư thiên và loài người, cho nên vị ấy đã thuyết giảng Phật Pháp, tuyên thuyết diệu Pháp, khai mở giáo Pháp, nói về sự thật về khổ, sự thật về nguyên nhân sinh ra khổ, sự thật về sự diệt khổ và sự thật về con đường đưa đi chấm dứt khổ đau. Thì mà từ ấy trải qua nhờ những cái năm tháng suốt cái cuộc đời còn lại của mình, thì một vị Phật chỉ có làm một cái nhiệm vụ, đó là thuyết giảng Phật Pháp, hóa độ chúng sinh. Thì tất cả những chúng sinh vì có những cái phiền não, có những cái vô minh, và một vị Phật trước kia cũng là một cái chúng sinh như vậy, cũng có vô minh, có những cái phiền não như vậy. Cho nên bây giờ Ngài đã tìm ra được cái con đường đoạn trừ những cái vô minh phiền não ấy. Thì Ngài cũng chỉ dạy cho tất cả mọi người những cái pháp môn, cái con đường đi đến đoạn trừ những cái vô minh, đi đến đoạn trừ các cái phiền não. Khi mà những cái phiền não ấy được đoạn trừ thì mới chấm dứt khổ đau. Vậy thì tất cả những cái pháp môn mà được thuyết giảng bởi Đức Phật, có thể thuyết giảng bằng nhiều những cái bài pháp khác nhau, bằng nhiều những cái cách thức, bằng nhiều những cái hình ảnh, ví dụ khác nhau. Nhưng mà chỉ có một cái mục đích duy nhất, đó là hướng đến cái sự giải thoát khổ đau, hướng đến cái sự giải thoát khỏi những cái phiền não, giải thoát khỏi những cái tham ái, giải thoát khỏi những cái vô minh che đậy. Thì tùy theo cái căn cơ, tùy theo cái trình độ, tùy theo cái trí tuệ của mỗi người khác nhau. Có những người có thể giác ngộ ngay trong khi đang nghe Pháp, có những người có thể giác ngộ được cái sự thật ấy sau khi nghe Pháp, có những cái người giác ngộ các sự thật ấy sau khi phải thực hành giáo Pháp. Tức là vì ấy phải thực hành giới định tuệ, vì ấy cần phải thực hành các cái pháp thiền chỉ quán, trải qua những cái thời gian năm tháng khác nhau. Vì ấy có thể thực hành một ngày, một đêm, hai ngày, cho đến 7 ngày 7 đêm, thì vì ấy cũng sẽ giác ngộ. Hoặc là vì ấy phải thực hành 1 tháng, 2 tháng, cho đến 7 tháng. Vì ấy có thể thực hành 1 năm, 2 năm, 3 năm, cho đến 7 năm. Hoặc là vì ấy phải thực hành nhờ cả cái kiếp sống này, vì ấy mới có thể giác ngộ được. Hoặc là có những người trong cả cái kiếp này mình có nỗ lực cũng không thể đi đến giác ngộ được, cần phải thực hành nhiều đời, nhiều kiếp sau mới có thể đi đến giác ngộ được. Vì vậy nên là tùy theo cái căn cơ cao thấp của chúng sinh, giống như những cái bông hoa sen, có những cái bông sen đã ra khỏi nước, có những cái bông sen nó đã ra khỏi bùn nhưng nó còn ở trong nước, có những cái bông sen thì nó vẫn còn ở trong bùn đen hôi thối. Cũng như vậy, có những cái chúng sinh ở cái cõi đời này có rất ít phiền não, rất ít những cái bụi mà trần. Vì vậy khi nghe giáo Pháp có thể giác ngộ ngay tức thì, có những cái chúng sinh cần phải tu tập một thời gian sau mới đi đến giác ngộ được, như những bông sen còn ở trong nước nhưng rồi cũng sẽ ra khỏi nước. Nhưng có những chúng sinh ở thế gian này dù có gặp Phật Pháp, dù có nghe giảng Phật Pháp, họ cũng không hiểu được Pháp, họ không tin được
trượt pháp như những cái mông sen còn nằm trong bùn đen. Họ chưa thể thấy được cái ánh sáng của mặt trời, dù cho cái mặt trời có chiếu xuống cái nhân gian hàng ngày. Nhưng mà những cái bông sen còn nằm trong bùn đen, người ta không thể nào tiếp nhận được cái ánh sáng ấy. Như vậy, giáo pháp của Đức Phật đã được thuyết giảng ở trên thế gian này từ rất nhiều ngàn năm rồi. Nhưng mà cũng có những người đã đi đến giác ngộ, đang đi đến giác ngộ và sẽ đi đến giác ngộ. Nhưng cũng có những người không tiếp nhận được vì chưa đủ duyên này. Vì vậy nên là tùy theo cái nhân duyên, tùy theo cái căn cơ, căn tánh, tâm tánh, trình độ của chúng sinh mà mỗi người sẽ tiếp nhận được cái giáo pháp ở những cái mức độ khác nhau, nhưng đều có một cái mục đích chung, đó là đi đến giải thoát khổ đau. Đó là trong suốt cái cuộc đời còn lại của một vị Phật Thánh Đẳng Giác là đi thuyết pháp, đi hóa độ chúng sinh, thuyết ra các cái sự thật, để một cái người nào khi thấu hiểu được các sự thật, khi có thể giác ngộ ra các sự thật, khi nhận thức được ra các sự thật ấy rồi, thì nghi ngờ được đoạn trừ, do dự được diệt tận, vì ấy có thể đoạn trừ những cấu uế phiền não, và vì ấy cũng có thể đi đến chấm dứt khổ đau. Thì đó là cái giáo pháp của Đức Phật là như vậy. Và sau khi Ngài giác ngộ, Ngài thành đạo, thì kể từ lúc ấy thì Đức Phật mới thật sự xuất hiện ở trên thế gian này. Và trước khi thành tựu được tam minh ấy, thì lúc ấy Ngài vẫn đang thực hành Bồ Tát đạo. Trong suốt cái quá trình ấy, khi Ngài đản sinh là một vị Bồ Tát đản sinh, khi Ngài thành đạo thì lúc ấy Ngài trở thành một vị Phật đã ra đời thế gian. Và trong 45 năm thuyết pháp ấy, Ngài cũng là một con người sống thuận theo cái tuổi thọ của loài người. Và cho đến khi hết cái tuổi thọ thì Ngài đã nhập đại bát niết bàn, chấm dứt cái sự tái sinh, không còn cái đời sống nào sau cái kiếp sống này nữa. Và đến bây giờ thì Đức Phật đã nhập niết bàn. Thì Đức Phật nhập niết bàn cũng vào cái ngày rằm tháng tư, vào cái tháng Vê Sắc ấy. Và đó là cái sự kiện Đức Phật đản sinh, Đức Phật thành đạo và Đức Phật nhập niết bàn đều kỷ niệm chung một ngày, đó là cái ngày rằm, là cái ngày rằm tháng tư, đó là cái ngày lễ Vê Sắc. Thì khi một vị Phật nhập niết bàn thì cũng giống như tất cả những vị Bồ Tát, những vị A-la-hán, tất cả những vị đã đoạn trừ tất cả những cái phiền não nậu hoặc rồi. Thì khi chấm dứt cái thọ mạng, cái mạng sống này, vì ấy không còn tái sinh bất cứ nơi đâu nữa. Thì trong giáo pháp của Đức Phật sẽ có bốn bậc thánh nhân, đó là một bậc khi chứng được mà có thể giác ngộ ra được các sự thật, chứng đắc được sơ đạo sơ quả, thì cái vị ấy được gọi là thánh sơ quả dự lưu, vì ấy sẽ còn tái sinh bảy, nhiều nhất là bảy lần. Cho đến cái kiếp cuối cùng là cái kiếp thứ bảy thì chắc chắn cái vị ấy sẽ trở thành một vị A-la-hán, đoạn tận các cái nậu hoặc và chấm dứt cái luân hồi tái sinh. Nếu như mà vị ấy có thể giác ngộ các sự thật mà chứng đến sơ nhị đạo nhị quả thì vị ấy chỉ còn tái sinh lại cái cõi dục giới này nhiều nhất là một lần, nên vị ấy được gọi là bậc nhất lai. Rồi sau đó vị ấy cũng sẽ đoạn trừ tất cả những phiền não, trở thành bậc nậu tận và nhập đại bát niết bàn. Nếu như vị ấy là một bậc bất lai tam quả thánh nhân thì vị ấy sẽ hóa sinh về cõi tịnh cư thiên và vị ấy chứng tứ quả và nhập niết bàn ở đấy. Còn nếu như một vị nào có thể giác ngộ các sự thật, đoạn tận tất cả những cái phiền não ngay ở trong hiện tại, thì khi thân hoại mạng chung này, vị ấy sẽ nhập đại bát niết bàn và không còn tái sinh vào bất cứ nơi nào trong tam giới nữa. Thì Đức Phật cũng vậy. Đức Phật là một cái bậc A-la-hán kèm với cái trí tuệ chánh đẳng giác, cho nên được gọi là bậc A-la-hán chánh đẳng chánh giác. Thì khi mà vị ấy chấm dứt cái mạng sống này thì vị ấy cũng sẽ nhập đại niết bàn, không còn tái sinh vào bất cứ nơi nào trong tam giới nữa. Vậy thì Đức Phật và các bậc A-la-hán đều có một cái kiếp sống này là kiếp sống cuối cùng. Còn lại tất cả những cái chúng sinh khác
thì sẽ còn tái sinh, bởi vì còn tái sinh cho nên gọi là chúng sinh, những cái người còn có những cái sinh hữu, những cái người còn đi luân hồi tái sinh, cho nên là Đức Phật gọi là đó là những cái quần chúng còn sinh tử, còn tử sinh. Còn đối với những cái bậc mà đã đi đến cái sự chấm dứt sinh tử rồi thì Đức Phật mới gọi đó là những bậc thánh nhân không còn luân hồi tái sinh nữa. Thì đó là có cái sự khác nhau như vậy. Nên một cái người mà chưa giác ngộ được các cái sự thật, chưa đoạn trừ được các cái phiền não thì mình có một cái khác, đó là chết rồi lại tiếp tục đi tái sinh. Và cứ còn sinh thì sẽ còn tử, còn tử thì sẽ còn sinh. Đó là cái sự khác nhau giữa một cái bậc đã giải thoát và một cái người chưa giải thoát. Chưa giải thoát thì còn tử sinh, sinh tử. Giải thoát rồi thì chấm dứt tử sinh. Thì cái pháp của Đức Phật là vậy, là cái pháp đi đến Niết Bàn, là cái pháp chấm dứt tử sinh, là cái pháp đi đến đoạn trừ khổ đau sinh tử. Khi mà một người mà khởi lên một cái tâm, đó là mình sẽ thực hành cái giáo pháp này với một cái mục đích, đó là đi đến chấm dứt tử sinh, đi đến chấm dứt cái khổ đau sinh tử này, thì vị ấy có thể thành tựu được cái nguyện, ước nguyện ấy ở trong kiếp sống này. Nhưng cũng có thể vị ấy cần phải trải qua nhiều đời nhiều kiếp mới thành tựu được cái nguyện vọng, mới thành tựu được cái mục đích, mới thành tựu được cái mong cầu, cái ước nguyện ấy. Và trong cái quá trình vì ấy đang đang tầm cầu cái pháp giải thoát ấy, vì ấy có thể bồi bổ những cái ba la mật cho mình bằng cái cách là vì ấy tạo những cái thiện nghiệp như là bố thí. Khi vị ấy thực hành những cái hạnh nguyện như là bố thí với cái ước nguyện là cầu mong những cái thiện pháp bố thí này sẽ là cái duyên lành để đoạn trừ những cái phiền não ngủ ngầm, để đi đến Niết Bàn chấm dứt tử sinh, thì vị ấy cũng là đang hành Bồ Tát đạo, vị ấy cũng là những cái người đang tích lũy những cái pháp ba la mật. Hay là khi vị ấy thọ trì những cái giới hạnh như là tam quy ngũ giới, bát quan trai giới, hay là thực hành các cái giới hạnh của cái người xuất gia học đạo, cũng với cái mục đích là để đoạn trừ những cái phiền não, để chấm dứt tử sinh, để đi đến Niết Bàn giải thoát khổ đau, thì cái pháp ấy cũng là vị ấy đang tích lũy, gọi là chỉ giới ba la mật, hay là vị ấy đang tinh tấn, đang kham nhẫn, đang quyết định, đang chân thật tử tâm xả tâm, tất cả những cái trí tuệ việt vị ấy đang vun bồi ấy đều hướng đến cái mục đích, đó là hướng đến Niết Bàn, khuynh hướng Niết Bàn, cầu mong chứng đắc Niết Bàn, chấm dứt tử sinh. Thì tất cả những cái pháp ấy đều trở thành những cái pháp độ ba la mật. Vậy thì một cái người đi đến Niết Bàn giống như Đức Phật thì trải qua một cái thời gian rất là dài, 4 a tam kỳ kiếp, 100.000 đại kiếp, tích lũy những cái pháp ba la mật ấy. Nhưng mà một cái người hay là bất cứ những cái bậc thánh nhân nào đã đi đến Niết Bàn, hay là đang đi đến Niết Bàn, hay sẽ đi đến Niết Bàn ở tương lai, thì cũng đều trải qua những cái quá trình tích lũy những cái pháp độ ba la mật như vậy. Có thể là có những người đã viên mãn những cái ba la mật rồi thì vị ấy đã đi đến Niết Bàn. Có những người đang hoàn thiện những cái pháp ba la mật cũng để đi đến Niết Bàn. Hay có những người mình đang tiếp tục nỗ lực vun bồi các cái pháp đa ba la mật ấy để đi đến Niết Bàn ở trong tương lai. Thì Đức Phật là một cái bậc thầy đã khai mở ra cái đạo, ra cái con đường đi đến Niết Bàn chấm dứt khổ đau sinh tử ấy. Và Ngài đã thuyết giảng, đã giảng dạy, đã hướng dẫn, đã dẫn dắt tất cả chúng sinh cũng đều có một cái nguyện vọng, đều có một cái mong cầu, đều có một cái niềm tin, đều có một cái mục đích để hướng đến, đó là hướng đến cái sự đoạn trừ những phiền não, hướng đến cái sự chấm dứt khổ đau sinh tử, hướng đến Niết Bàn giải thoát. Thì đó là cái mục đích chung, đó là tất cả những cái giáo pháp của Đức Phật đều hướng đến cái mục tiêu ấy, đều hướng đến cái mục đích ấy. Thì hôm nay nhân kỷ niệm cái ngày lễ Phật đản sinh, cái ngày lễ Tam Hợp, ngày lễ Vê Sắc,
Thì đó cũng là cái cơ hội để cho tất cả những người con Phật để mình ôn lại cái cuộc đời của Đức Phật, lấy cái cuộc đời của Đức Phật đấy làm tấm gương để tất cả những người con Phật mình noi theo, mình ôn lại cái con đường mà Đức Phật đã đi, và cũng như là mình biết rằng mình cần phải đi cái con đường như thế nào cho đúng, đi cái con đường như thế nào cũng để đi đến cái mục đích giống như Đức Phật đã từng đi qua. Giờ mình là cái Đức Phật đã mở ra cái con đường ấy, cái cách thức, cái phương pháp, cái đạo lộ như vậy, để mình cũng sẽ bước chân đi theo cái con đường ấy, cũng sẽ đi, cũng sẽ đạt được những cái điều mà Đức Phật đã đạt được, cũng sẽ đi đến giải thoát, đi đến giác ngộ, đi đến niết bàn giống như chư Phật. Thì mình cũng cần phải có cái ước nguyện, có cái mong cầu để mình thực hành cái giáo pháp, để đi đến giác ngộ, đi đến giải thoát, đi đến niết bàn giống như chư Phật. Vậy đó là cái ý nghĩa mà hàng năm các những người con Phật ở trên khắp năm châu đều hướng về cái ngày lễ Phật đản sinh, ngày lễ Tam hợp Vê Sắc, với cái ý nghĩa như vậy để mình ôn lại cuộc đời của Đức Phật, và để mình giữ cái vững cái niềm tin và để đi theo cái con đường mà Đức Phật đã đi qua. Thì đó là cái ý nghĩa của cái ngày lễ Phật đản Vê Sắc. Đến đây là hết cái phần giảng pháp. Bây giờ đến cái phần sẽ tụng kệ Phật đản, tụng kệ Phật đản sinh. Hết cái phần tụng cái kệ này thì mọi người sẽ đi nhiễu và đi tắm Phật. Từ trời đâu suốt hạ sinh, năm tỷ ni buổi bình minh khác thường, vô ưu nở rộ tỏa hương, Ma gia thành mẫu trên đường nghỉ ngơi. Hoa sen bảy bước mở lời ban ra, nhân gian thiên giới kính ta. Đây là kiếp cuối sinh ra sau cùng, ba hai tượng hào oai hồng, điềm lành của đấng tột cùng tội cao. Tại chỗ thiền đáo tu hành, khi nào giác ngộ họ quay chân chân. Hôm nay Bồ Tát sáng thần, khiến cho ông Bồ Tát dần thế gian, khiến cho anh xa tầm tràn, có được đi đến niết bàn mở ra. Sa du, sa du, sa Nam mô ta sa ba ga wa tô a ra ha tô sam ma sam bụt đa sa Nam mô ta sa ba ga wa tô a ra ha tô sam ma sam bụt đa sa Nam mô ta sa ba ga wa tô a ra ha tô sam ma sam bụt đa sa Nam mô ta sa ba ga wa tô a ra ha tô sam ma sam bụt đa sa Nam mô ta sa ba ga wa tô a ra ha tô sam ma sam bụt đa sa Nam mô ta sa ba ga wa tô a ra ha tô